Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với NTD Công nghệ và mình là Đại. Đến hẹn lại lên thì Shopee lại có những chương trình sale cực kỳ lớn ở mỗi tháng. Thì ở cái đợt cuối năm này, cái ngày siêu sale 11 tháng 11 có những chương trình cực kỳ là lớn từ Shopee, có những cái mã free ship cũng như là những mã giảm giá cũng như là những cái ngành hàng, những cái thương hiệu lớn sẽ tung ra những cái chương trình khuyến mại cực kỳ là lớn ở trong cái đợt sale 11 tháng 11 ở trên Shopee này, để chúng ta có thể mua sắm một cách là nhiều nhất cũng như là có thể là mua được những cái hàng rẻ nhất. Thì video này mình xin chia sẻ với các bạn cái cách để các bạn có thể lấy được những cái mã giảm giá free ship ở trên ứng dụng Shopee cũng như là lấy được những cái mã giảm giá từ những ngành hàng cũng như là săn sale của ngày 11 tháng 11 thì có cái gì. Thì video này mình sẽ tổng hợp và chia sẻ với các bạn để các bạn có thể mua được hàng ở trên Shopee trong đợt ngày 11 tháng 11 này một cách rẻ nhất và áp dụng được nhiều cái voucher nhất nha các bạn nhé. Rồi, nếu lần đầu các bạn đến với kênh mình đừng quên nhấn đăng ký rung chuông phía dưới nha. Đây sẽ là cái kênh cập nhật chia sẻ các kiến thức mua hàng cũng như là những kiến thức công nghệ mình nắm được mình sẽ chia sẻ với các bạn. Các bạn ấn đăng ký kênh theo dõi những video tiếp theo nhé. Rồi, sau đây xin mời các bạn phần cụ thể chi tiết trong video ngày hôm nay. Rồi, trước tiên đi vào phần cụ thể chi tiết hướng dẫn các bạn săn sale lấy các mã giảm giá thì các bạn hãy lưu ý cho mình đã có một cái công cụ để giúp các bạn có thể lấy được những cái mã giảm giá cực kỳ là hay, đó chính là cái trang web sanhkhuyenmai.me nha các bạn nhé. Sanhkhuyenmai.me là một cái trang web tổng hợp toàn bộ những cái mã giảm giá hiện có ở trên sàn thương mại điện tử Shopee cũng như là những mã chuẩn bị ra mắt, chuẩn bị mở trên Shopee thì trên này cũng đã có rồi để các bạn có thể biết. Đó. Thì các bạn hãy truy cập vào trang web là sanhkhuyenmai.me để có thể tìm kiếm những cái mã giảm giá nhé. Đây các bạn có thể thấy nhé, nó tập hợp toàn bộ những cái mã giảm giá ở trên sàn thương mại điện tử Shopee. Hiện tại các bạn có thể nhìn thấy đây, có hiện tại là 19.605 mã giảm giá trên Shopee đang có hiệu lực mà nó đã tổng hợp được tất cả đây hết. Đấy. Và ngoài ra thì đang có những cái mã chuẩn bị mở lên đến là 3.163 mã cũng có ở trong này luôn nha các bạn nhé. Các bạn cũng có thể xem được là cái Shopee này thì chuẩn bị có những cái mã gì tung ra, các bạn cũng có thể xem ở đây đó. Thì đây là một cái công cụ có thể giúp các bạn có thể lấy được cái mã và cũng như xem các cái mã giảm giá của Shopee một cách nhanh nhất, tránh mất thời gian lên các cái trang của Shopee. Và bây giờ Shopee nó quá là nhiều những cái trang để lấy mã các thứ ấy. Thì đây là một cái nơi tổng hợp để giúp các bạn có thể lấy được mã nhanh nhất. Thì các bạn đừng quên lưu cái trang web này vào nhé, sanhkhuyenmai.me là một cái trang giúp các bạn có thể lấy và tìm được những cái mã giảm giá một cách nhanh nhất. Ở trong này có cái công cụ đó là có giúp các bạn có thể nhập cái link sản phẩm, tên nhãn hàng hoặc tên sản phẩm để tìm xem là cái sản phẩm bạn định mua thì có mã giảm giá nào phù hợp hay không. Thì các bạn chỉ việc nhập tên sản phẩm, tên nhãn hàng hoặc là đường link của sản phẩm đó vào đây và nhấn tìm kiếm là các bạn sẽ thấy nhé các bạn nhé. Rồi quay trở lại với cái chương trình sale 11 tháng 11 ở trên Shopee thì các bạn hãy lưu ý cho mình. Hiện tại thì cái chương trình sale 11 tháng 11 ở trên Shopee này nó diễn ra rất là dài chứ không chỉ riêng có ngày 11 tháng 11 nhá. Thế tuy nhiên thì có những cái voucher nó sẽ chỉ áp dụng trong ngày 11 tháng 11 cũng như là có những cái voucher mà áp dụng trước ngày 11 tháng 11. Đó. Thì cái đường link để đến cái trang mà có thể lấy được những cái mã giảm giá free ship cũng như là những cái mã voucher này thì mình để dưới phần bình luận và mô tả video nhá. Khi xem video này các bạn chỉ việc click vào cái phần bình luận này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Mình sẽ để những cái đường link ở dưới phần bình luận như này. Các bạn click vào phần bình luận thì các bạn sẽ nhìn thấy luôn, nó có những cái link như này. Ví dụ như là cái link để mua hàng này, những link để có thể là săn các cái trang, đến các cái trang săn sale này thì các bạn hãy click vào đây để tránh mất thời gian của các bạn không phải mất thời gian nhiều trên ứng dụng Shopee nữa. Thì khi các bạn click vào trong cái đường link ở đó thì các bạn sẽ nhìn thấy các bạn sẽ được chuyển đến cái trang là săn sale như thế này. Thì ở trang săn sale này đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy những cái mã free ship nhé. Thì đối với những cái mã free ship ở trên Shopee ấy, thì các bạn hãy lưu ý là đối với những cái ngày trước ngày 11 tháng 11 ấy thì các bạn hoàn toàn cũng có thể lấy được. Thì đầu tiên phải nói về trên ứng dụng Shopee thì các bạn có thể lấy được vào các cái khung giờ. Thì đối với các cái khung giờ trên Shopee trước ngày 11 tháng 11 thì các bạn lưu ý cho mình nhé. Shopee sẽ có 4 khung giờ để các bạn lấy những cái mã free ship từ 0 giờ, 9 giờ, 12 giờ và 21 giờ. Thì các bạn truy cập vào đây các bạn sẽ nhìn thấy, click sang phần là 11 tháng 11 này. Thì đây các bạn sẽ nhìn thấy đây, 4 khung giờ này. Thì sau khi mà nhìn thấy 4 khung giờ này thì các bạn lưu ý nhé, cái mã free ship cho đơn từ 0 đồng này nó sẽ xuất hiện ở khu vực phía dưới này nhé các bạn nhé. Xuất hiện hiện ở khu vực phía dưới này. Thì các bạn chỉ làm gì, các bạn chỉ việc kích vào cái chữ lưu này. Đây các bạn kích vào những cái chữ lưu này thì các bạn lưu ý cho mình là những cái mã free ship này nó sẽ chỉ xuất hiện ở những cái khung giờ này. Thì cứ mỗi một cái khung giờ này đến cái giờ này thì nó sẽ có những cái mã mới. Ví dụ như ở đây các bạn muốn sử dụng những mã này mà muốn lưu những mã này để áp dụng thì các bạn sẽ nhấn vào lưu. Và các bạn lưu ý nhá, những cái mã này nó sẽ áp dụng cho trên toàn hệ thống Shopee, tất cả người dùng áp dụng. Thì nếu như mà các bạn mà truy cập vào đây mà còn mã thì các bạn nhấn lưu thế này, tuy nhiên các bạn sẽ phải thực hiện mua hàng ngay. Bởi vì có thể là cái thời điểm sau mà đông người họ cũng sử dụng cái mã này mà nó hết thì các bạn không thể áp dụng được nữa. Thì các bạn lại phải chờ sang những khung giờ tiếp theo. Ví dụ như hiện tại mình đang ở trong cái khung giờ là 12 giờ thì bây giờ là 1 giờ, nhưng mà ví dụ là mình vào đây mà vô tình nó hết, nó không còn mã nữa hoặc không thể sử dụng được nữa thì các bạn hãy có thể đợi đến 21 giờ. Đó. Thì cứ 4 cái khung giờ này thì Shopee họ lại tung tiếp tục ra những cái mã ở dưới này. Đây, nó sẽ ở dưới này nó lại xuất hiện những cái mã miễn phí vận chuyển như thế này. Rồi thì đây là lấy cái mã miễn phí vận chuyển cho những ngày thông thường. Còn đối với cái việc mà các bạn lấy cái mã miễn phí vận chuyển cho ngày 11 tháng 11 thì các bạn hãy lưu ý các bạn kích sang phần này cho mình nhé.
các bạn kích sang phần bên cạnh này, nó cái phần là đón chờ 11 tháng 11, các bạn kích sang đây. Thì các bạn kích sang đây thì các bạn sẽ kích và được truy cập vào cái trang để lấy cái mã giảm giá free ship cũng như là những cái mã voucher của ngày 11 tháng 11. Thì các bạn lưu ý là những cái voucher này chỉ sử dụng trong ngày 11 tháng 11 nhé các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý cho mình ở đây là đối với ngày 11 tháng 11 ấy, nó sẽ có 6 khung giờ chứ không chỉ đơn giản là 4 khung giờ như những ngày thường. Còn những ngày thường thì các bạn có 4 khung giờ để lấy mã free ship. Tuy nhiên thì ngày 11 tháng 11 thì sẽ có thêm 2 khung giờ là 15 giờ và 18 giờ. Thì nó cũng tương tự như những cái ngày thông thường thôi. Ở đây khung giờ nghĩa là gì? Thì đối với các khung giờ này thì Shopee họ sẽ tung ra những cái mã miễn phí vận chuyển ở đây cho các bạn. Thì tùy vào từng thời điểm các bạn truy cập vào nó sẽ có ở đây. Và thời gian mà các bạn truy cập vào ấy, nếu nó còn mã ấy, thì nó xuất hiện ở đây. Nhưng mà các bạn lưu ý những cái mã này các bạn hoàn toàn có thể lấy trước nha các bạn nhé. Đây, các bạn phải thu thập những cái mã này trước. Ví dụ như mình vào đây thì mình sẽ nhấn là lưu. Thì có thể thời điểm các bạn vào mà họ đã lưu hết trên cái khung giờ này rồi thì các bạn cũng sẽ không có thể là lấy được. Thì các bạn cũng sẽ vui lòng là đợi đến những khung giờ này, truy cập vào đây và nhấn lưu. Và cái mã này nó sẽ áp dụng được từ 00 giờ ngày 11 tháng 11 nha các bạn nhé. 00 giờ ngày 11 tháng 11 thì các bạn mới có thể sử dụng được những cái mã này. Đấy, sẽ còn rất nhiều những cái mã free ship khác nhau nữa sẽ được tung ra. Thì các bạn hãy lưu ý là có 6 khung giờ trong ngày 11 tháng 11, còn là ngày thông thường sẽ có 4 khung giờ để các bạn có thể lưu. Và sau khi lưu thì những cái mã này nó sẽ chuyển về cái ví Shopee voucher của các bạn và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được nhá các bạn nhá. Rồi tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ các bạn lấy được những cái mã giảm giá hoàn xu ở trên Shopee ngày 11 tháng 11. Thì cái đợt ngày 11 tháng 11 này là cái ngày đợt siêu sale hoàn xu lớn nhất năm nha các bạn nhá. Thì vẫn ở trong cái trang là đón chờ ngày 11 tháng 11 này thì các bạn hãy kéo xuống phần dưới này cho mình. Các bạn sẽ nhìn thấy có những cái phần là voucher đặc biệt ở đây này, các bạn nhìn thấy nhá. Voucher đặc biệt ở đây thì đó chính là cái nơi để các bạn có thể lấy được những cái mã hoàn xu nhé các bạn nhé. Hoàn xu ở đây thì các bạn đơn giản hiểu là hoàn xu thì không phải là tiền mặt đưa cho chúng ta, không phải là trả tiền về ví hay là giảm tiền đâu. Mà những cái mã này nó sẽ hoàn xu lại cho các bạn, là hoàn xu thì các bạn cứ tính là ví dụ như là 15% xu, ví dụ là các bạn mà hoàn được là 100k xu tức là tương đương với 100.000 nhé. Nó sẽ áp dụng vào những cái đơn hàng tiếp theo của các bạn có thể mua mà không phải mất tiền luôn. Các bạn sẽ dùng luôn những cái xu này, nó có thể trả luôn cho cái đơn hàng đó và không phải bỏ tiền ra để thanh toán nữa. Đó. Thì khi các bạn kéo về đây thì các bạn sẽ nhìn thấy có rất nhiều các cái phần mà voucher hoàn xu như này. Thì các bạn chỉ việc kích đơn giản là chữ lưu nhé. Thì các bạn sẽ lưu vào này thì nó sẽ lưu về cái ví Shopee voucher của các bạn. Thì nó mình sẽ chỉ cái ví Shopee voucher ở đâu và áp dụng như thế nào. Đó. Thì nó cứ lưu về như thế này, các bạn hãy lưu hết những cái mã này vào. Thế tuy nhiên nhé các bạn nhé, nó sẽ có những cái điều kiện của từng cái mã giảm giá này mà các bạn cũng nên đọc qua để hiểu làm sao những cái mã này áp dụng được vào đơn hàng nào. Thì khi các bạn thực hiện mua hàng ấy, áp dụng vào thì nó mới được sử dụng cho những cái đơn hàng của các bạn nhé. Thì các bạn hãy lưu ý là cái phần điều kiện này, đọc qua một chút liên quan đến những cái mã này để làm sao là nó giảm giá được tối đa nhất cho cái đơn hàng của các bạn. Thì tùy vào từng đơn hàng nó sẽ giảm giá khác nhau nha các bạn nhé, hoàn xu khác nhau. Đấy, tương tự như vậy các bạn cứ kích lưu hết những cái mã hoàn xu này vào để áp dụng cho ngày 11 tháng 11 nhé các bạn nhé. Rồi, ngoài ra thì các bạn hãy kéo xuống ở phần dưới này, nó còn rất nhiều các cái mã voucher để hoàn xu cho các bạn nhé. Đó, thì tiếp tục nữa thì những cái phần sale của ngày 11 tháng 11 ấy thì các bạn lưu ý cho mình, nó còn rất nhiều. Ví dụ như là những cái hot deal giảm sâu cũng nằm trong phần này luôn. Đây các bạn có thể thấy là có những cái thương hiệu lớn, ví dụ như Apple này, ví dụ như những cái hãng lớn này, họ có những cái sale rất là lớn. Ví dụ như những cái con robot đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở màn hình nhé, 12.890.000 mà nó giảm giá đến 31%, chỉ còn đâu đó là khoảng 8 triệu. Hoặc là cái iPad này, iPad của Apple này giảm giá từ 11.990.000 đến xuống chỉ còn khoảng hơn 7 triệu thôi. Thì khi các bạn thấy có những cái giảm giá sâu như thế này ấy, thì các bạn hãy kích vào phần nhắc tôi này. Nếu như các bạn quan tâm đến những sản phẩm này, các bạn sẽ kích vào phần nhắc tôi. Thì các bạn kích vào phần nhắc tôi, nó sẽ hiển thị cái thông báo này. Thì đến cái ngày 11 tháng 11 ấy, nó sẽ có một cái thông báo ở trên cái ứng dụng Shopee của các bạn để các bạn có thể quay lại đúng giờ nhất. Thì các bạn hãy lưu ý cho mình là những cái chương trình sale lớn này nó sẽ rất là nhanh hết. Thì để có thể mà áp dụng được những cái mã voucher cũng như là những cái cơ hội để mua được những cái hàng giảm giá sâu ở trên Shopee ngày 11 tháng 11 ấy, thì các bạn bắt buộc cái đêm ngày mùng 10 ấy, thì các bạn phải thức nhá, phải thức và canh đến lúc 00 giờ những cái hàng nào mà các bạn định mua mà nó đang giảm ấy, thì các bạn hãy cho vào giỏ hàng và đến cái ngày đó thì hãy thực sự là nhanh chóng đưa ra quyết định mua hàng để có thể mua được. Bởi vì những cái sản phẩm sale sâu ấy thì sẽ rất rất nhiều người cũng như chúng ta đang đi săn sale này, họ sẽ mua rất là nhanh, cho nên là các bạn muốn mua ấy, thì các bạn phải sử dụng áp dụng sớm nhất của ngày 11 tháng 11 nhá. Nếu không thì có thể là voucher cũng hết hạn, có thể là những cái mã giảm giá cũng hết hạn, có thể là những cái sản phẩm định mua giảm giá sâu cũng đang hết hạn. Đó, thì hãy nhớ cho mình là 00 giờ ngày mùng 10 tháng 11 thì hãy truy cập vào, tức là nó bước sang cái ngày mới ấy, là 00 giờ ngày 11 ấy, tức là 12 giờ ngày mùng 10 ấy, thì các bạn phải vào mua. Đó, thì muốn mua sản phẩm nào cũng vứt hết vào giỏ hàng đi, sau đó thì đến ngày đó thì các bạn có thể
và mua một cách nhanh nhất. Sau khi mà tất cả các cái voucher mà các bạn đã thu thập được cũng như là những cái mã giảm giá ấy, thì các bạn kích cái phần giỏ hàng của các bạn ấy, thì trong quá trình các bạn thực hiện mua hàng chính là cái lúc mà các bạn áp dụng được những cái mã này vào nhé các bạn nhé. Đây, mình sẽ thí dụ là cái sản phẩm này. Các bạn nhìn thấy những cái logo mà có cái free ship extra, hoàn số extra này, các bạn kích vào mua sản phẩm đó này. Thì bây giờ khi mà chọn sản phẩm rồi các bạn nhé, các bạn nhớ này, nó có một cái phần đây này, Shopee voucher của chúng ta này, đây các bạn kích vào đây. Thì đây chính là cái nơi nó lưu toàn bộ những cái voucher free ship, mã giảm giá free ship cũng như là những cái voucher mà các bạn đã lưu được. Nó sẽ nằm toàn bộ trong này. Đấy, trong quá trình thực hiện thanh toán nha các bạn nhé, nó sẽ nằm ở trong cái phần này. Đây, rất nhiều mã giảm giá, mã free ship mà mình đã lưu về nó nằm hết ở trong này. Thì bây giờ các bạn muốn áp dụng nó thì các bạn hãy nhớ cho mình là mỗi một đơn hàng sẽ chỉ sử dụng được một cái mã free ship thôi. Thì các bạn hãy đọc ở trong này làm sao để xem cái mã free ship nào phù hợp nhất với cái đơn hàng này, giảm được nhiều nhất thì các bạn hãy áp dụng. Đây, ví dụ như này thì các bạn chỉ việc kích vào phần là đồng ý này. Đó. Các bạn sẽ kích vào phần đồng ý này, hoặc là các bạn muốn chọn thêm những cái mã hoàn xu nữa. Đây, ví dụ là những cái mã hoàn xu này hoặc những cái mã giảm giá. Đây, ví dụ như những mã hoàn xu này thì chưa áp dụng được, mình chưa áp dụng được, chưa đủ điều kiện chẳng hạn. Đấy, còn nếu như đủ điều kiện thì các bạn có thể áp dụng được. Đây, ví dụ mình áp dụng được là giảm hoàn 5% xu, các bạn kích vào đây thì các bạn kích vào phần đồng ý. Rồi lúc này các bạn kích vào phần mua hàng thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có cái phần là những cái mã giảm giá sẽ áp dụng vào. Đó. Thì đây, các bạn sẽ nhìn thấy nhá, những cái sản phẩm, những cái này đã được áp dụng những cái gì thì các bạn cũng nhìn thấy ở đây. Đó. Thì các bạn hãy lưu ý. Đó, thì các bạn cũng lưu ý là đây chính là cái cách để các bạn có thể áp dụng được những cái mã này, và các bạn nhìn được những cái mã này ở trong cái phần giỏ hàng của các bạn và tiến hành thanh toán để có thể được giảm giá nhé. Rồi, như vậy thì video của mình sẽ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn có ý kiến thắc mắc gì thì hãy để lại comment phía dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên cái công cụ để giúp các bạn thể lấy mã giảm giá được nhanh nhất, đó chính là săn khuyến mại.me, và đường link để dẫn đến cái trang có giúp các bạn có thể săn khuyến mại ngày 11 tháng 11 mình cũng để dưới phần bình luận mô tả video nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.